xin kính chào quý vị và các bạn Chịu tác động của khối không khí lạnh đầu mùa, thời tiết ở miền Bắc đã có sự thay đổi đáng kể. Và lúc này, trời đã chuyển xe lạnh ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và rét ở các tỉnh vùng núi. Nhiệt độ ngoài trời lúc này ở thủ đô Hà Nội chỉ trong khoảng 22-24 cho đến 24 độ và từ 19 cho đến 22 độ ở các tỉnh núi cao. Theo dự báo của các chuyên gia, trong ngày hôm nay, Bắc Bộ sẽ nằm trọn trong khối khí lạnh với bản chất là khô và lạnh, vì thế những cơn mưa sẽ giảm dần. Thời tiết sẽ chuyển tạnh giáo ở các tỉnh vùng núi trước, sau đó về chiều, các tỉnh thuộc khu vực Nam Đồng Bằng cũng giảm mưa. Tuy nhiên, nhiệt độ toàn vùng được dự báo sẽ khá mát mẻ với mức nhiệt cao nhất chỉ từ 28 cho đến 30 độ với miền Trung trong ngày và đêm nay dưới tác động của không khí lạnh kết hợp với dãy Trường Sơn nên một dọc từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa. Trong đó thì tâm mưa sẽ tập trung tại ba tỉnh là Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh với cường độ đạt cấp mưa vừa đến mưa to. Đây cũng là các tỉnh có khả năng cao sẽ xảy ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh nên người dân cần hết sức lưu ý. Nền nhiệt cao nhất ngày cũng sẽ giảm dần phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Còn ở các tỉnh từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, không chịu tác động của khí lạnh nên hôm nay trời tiếp tục có nắng nhưng nắng nóng sẽ có xu hướng giảm dần. Nền nhiệt cao nhất ở khu vực này sẽ phổ biến ở mức từ 34 cho đến 36 độ. Nằm xa hơn về phía Nam trong ngày hôm nay, Nam Bộ và Tây Nguyên gió mùa Tây Nam cũng đã hoạt động mạnh trở lại và gây mưa diện rộng ở cả hai khu vực. Thậm chí ở khu vực ở phía Nam Tây Nguyên và tại khu vực miền Đông Nam Bộ còn có khả năng xảy ra mưa vừa mưa to. Nền nhiệt cao nhất ngày mai ở khu vực Tây Nguyên giảm còn 27 cho đến 29 độ, trong khi ở khu vực Nam Bộ sẽ là từ 31 cho đến 33 độ. Cụ thể, ngày hôm nay, thời tiết ở các đô thị lớn được dự báo như sau. Mời quý vị theo dõi với thủ đô hà nội lúc này trời vẫn còn mưa và theo dự báo của các chuyên gia thì phải đến chiều nay những cơn mưa mới có xu hướng giảm dần và trời chuyển tạnh giáo vì vậy nếu có kế hoạch lưu thông ngoài trời chúng ta nên trang bị các vật dụng che mưa thích hợp tuy nhiên cũng giống như các tỉnh khác thuộc bắc bộ Hôm nay người dân ở thủ đô Hà Nội sẽ cảm nhận được trạng thái mát mẻ của gió lạnh đầu đông với nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay chỉ dưới 29 độ. Thậm chí là về đêm nhiệt độ còn giảm xuống mức là 21 đến 22 độ nên sẽ có cảm giác xe lạnh. Với khu vực thành phố Hải Phòng trong ngày hôm nay trời ít mưa hơn, nhiệt độ lúc này chỉ khoảng 21 độ nên sẽ có cảm giác xe lạnh. Đến trưa và chiều nhiệt độ cũng chỉ tăng lên mức là 28 độ. Tiết trời cũng vô cùng mát mẻ và dễ chịu. Tuy nhiên, ở khu vực biển Vịnh Hạ Long, trong ngày hôm nay vẫn có gió đông bắc mạnh, ngoài khơi, gió có thể mạnh tới mức cấp 6, thậm chí là cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, nên sóng biển khá cao cùng tình trạng biển đông mạnh. Thời tiết không thuận lợi cho hoạt động du lịch biển. Ảnh hưởng của không khí lạnh đến miền Trung chậm hơn, nhưng mức độ mãnh liệt thì cũng không kém gì ở miền Bắc. Tại thành phố Vinh, trong ngày và đêm nay, được dự báo sẽ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, kèm theo rông lốc và gió giật mạnh, thậm chí cả xét mạnh. Vì thế, người dân ở thành phố Vinh cũng như khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trong đó có thành phố Vinh cần hết sức lưu ý. Do mưa kéo dài cả ngày nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở đây giảm xuống, chỉ còn khoảng 26-27 đến 27 độ, thấp hơn cả mức nhiệt ngày ở các tỉnh thành miền Bắc. Nằm xa hơn về phía Nam ngày hôm nay, thành phố Đà Nẵng tiếp tục duy trì trạng thái thời tiết tốt, ngày trời nắng, nền nhiệt có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn ở mức khá cao trong khoảng là 35 độ. Thời gian có nhiệt độ 35 độ sẽ kéo dài từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều, nhưng sau 15 giờ chiều, nhờ có gió biển cộng thêm cường độ nắng dịu dần nên nhiệt độ ở Đà Nẵng sẽ giảm nhanh và đến 19 giờ sẽ thấp còn 27 độ, trời chuyển mát trở lại nên thuận lợi cho hoạt động vui chơi của du khách thập phương. Đến với thành phố biển xinh đẹp Nha Trang, trong ngày hôm nay, thời tiết tại đây cũng phổ biến có nắng giáo trong ngày với nền nhiệt cao nhất giao động ở mức từ 33 cho đến 34 độ. Càng về chiều tối, nền nhiệt giảm dần, tiết trời dễ chịu hơn. Cùng với đó là mưa rào nếu có cũng chỉ xuất hiện vài nơi nên không ảnh hưởng nhiều đến các hoạt động ngoài trời của người dân cũng như là du khách. Sau những ngày tạm thời gián đoạn, ngày hôm nay thì gió mùa Tây Nam ở các tỉnh thành phía Nam sẽ có xu hướng hoạt động mạnh trở lại, bởi vậy mưa rông ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như các tỉnh thành ở cả Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ tăng hơn. Dự báo hôm nay thành phố Hồ Chí Minh sẽ có mưa khá sớm, ngay từ trưa và chiều, trời đã có mưa và kéo dài đến tận đêm. Do mưa sớm nên nhiệt độ ngày mai ở thành phố Hồ Chí Minh không cao, chỉ trong khoảng từ 30 đến 32 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết đô thị của VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại!